Chào các bác. Video này em quay lại cái buổi đầu tiên mà em tập cho con chó con của em nó ăn thịt sống nha các bác. Em vừa đi mua mấy cái sườn bò này về cho nó ăn. Nay là buổi đầu tiên em tập cho nó ăn thịt sống. Thì chó em nuôi thì đa số là em đều nuôi cho ăn thịt sống hết nha các bác. Tại vì cũng nhiều lúc là bận, không có thời gian để nấu nướng cho chó nên là em rèn luyện cho nó ăn thịt sống. Thì em ngày trước cũng vậy. Ngày trước mới nuôi chó thì khi mà cho nó ăn thịt sống ấy thì cũng sợ. Sợ là nó bị tiêu hóa nó không tốt này. Sợ là nó ăn thịt vào nó có dữ hay là nó có hung hung hãn hơn hay không. Đấy. Thì qua nhiều năm, qua nhiều nuôi nhiều con chó ấy thì em cũng 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 khá là chắc chắn về cái điều này. Thì cái thứ nhất, khi mà nuôi chó mà cho ăn thịt sống ấy thì theo em nghĩ là tốt hơn. Đấy. Cái tốt thứ nhất ý, là tốt cho răng miệng của con cún này. Vì khi mà các bác để cái miếng thịt nó sống ấy, thì nó sẽ dai hơn. Đấy, để cả miếng như vậy thì con chó buộc nó sẽ phải 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 cắn xé, phải nhai kỹ hơn. Thì cái răng của nó sẽ bị nó sẽ được sạch hơn, nó không có mảng bám như khi mà các bác cho nó ăn cái thức ăn chín. Cái thứ hai là cái da, cái lông của nó sẽ bóng mượt hơn. Và cái vấn đề tiêu hóa của nó thì các bác không phải lo đâu. Tại vì em nuôi rất là nhiều con chó mà khi mà em cho ăn thịt sống ấy, thì nó rất là ít khi bị đi ỉa, bị đi tiêu chảy đấy. Đấy. Đấy, cái nữa là không phải nấu các bác ạ. Đấy, em thì nhiều khi công việc cũng bận nên là rất là lười nấu ăn cho chó. Nên là cứ tập nuôi con nào cũng vậy, cứ tập cho nó ăn sống từ bé. Xong là đi ra chợ là chỉ có mua thịt sống về là cho vào trong chuồng là nó ăn thôi. Đấy. Lông rất là đẹp, mượt, vẫn béo tốt, phát triển bình thường. Rất ít bị đi ỉa. Đấy. Đấy, nhưng mà khi mà ăn thịt sống ấy thì nó lại có một số cái, ví dụ như là khi mà ăn thịt sống thì chắc chắn là nó sẽ bị gọi là có giun sán đấy các bác. Hoặc là một số cái vi khuẩn ấy. Một cái vi khuẩn nó không tốt ấy. Đấy. Thì nếu mà các bác mà muốn cho chó ăn thịt sống ấy thì các bác phải tẩy giun thường xuyên nhá. Đấy, như em thì nếu mà cho ăn thịt sống thì cứ 1 tháng đến khoảng 2 tháng ấy là em tẩy giun. Chó con thì 1 tháng, còn chó to thì cứ khoảng 3 tháng là em tẩy giun 1 lần. Đấy, còn bác nào mà không thích cho ăn thịt sống thì cũng tốt thôi, đun nấu lên cũng chẳng vấn đề gì cả. Ăn vẫn tốt, vẫn bình thường, nhưng mà em đây thì em thích cho chó ăn thịt sống hơn. Đấy, vừa đỡ phải nấu mà nó cũng tốt cho sức khỏe của chó nữa chứ không 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 vấn đề gì cả. Đấy, còn một cái điều nữa là nhiều người người ta nuôi chó, người ta cho ăn thịt sống, người ta sợ là khi mà ăn ăn thịt sống là chó nó sẽ bị dữ hơn, sẽ hung hãn hơn. Đấy. Thì em khẳng định các bác là cái đấy là sai. Đấy, khi mà các bác nuôi một con chó mà các bác nhốt hoặc xích nó nhiều thì nó mới là hung dữ. Chứ còn như, như em nuôi chó đây, em thả ra suốt ngày nó chưa bao giờ nó cắn ai. Chó của em thì em vẫn huấn luyện, vẫn dạy dỗ và rất là nghe lời. Đấy, các bác thấy như kiểu là một số nhà người ta nuôi con chó ta ấy. Đấy, làm gì có điều kiện mà cho ăn thịt. Đấy. Chỉ có ăn cơm, cơm canh bình thường thôi. Mà sao vào nhà người ta nó dữ thế? Đấy. Tại vì là không được huấn luyện, không được dạy dỗ gì. Cái con chó mà khi mà mình quan tâm đến nó nhiều, mình chơi với nó nhiều ấy, cho nó tiếp xúc với người nhiều hơn thì chắc chắn là nó sẽ rất là quý người, rất là thân thiện. Đấy, kể cả nó ăn thịt sống hay là nó ăn 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 máu, nó thích ăn máu động vật ấy. Thì nếu mà được tiếp xúc với người nhiều, được được ra ngoài đi dạo chơi nhiều ấy thì nó sẽ không dữ đâu. Còn như con chó ta, các bác xem chó ta ở Việt Nam mình nhá, nuôi nhốt xong rồi chỉ có ăn cơm canh thôi mà vào nhà nó cắn, nó đuổi, nó cắn kinh thế. Cái chế độ ăn uống thì nó không liên quan đến cái tính cách của con chó đâu các bác ạ. Đấy, bác nào muốn nuôi chó mà thích nó giữ nó trong nhà ấy thì các bác cứ xích một chỗ, các bác cứ nhốt vào. Đấy, đừng có thả nó ra cho nó quen với ai. Các bác cứ nhốt khoảng 2 3 tuần cho em. Đấy, nhốt vào trong lồng, nhốt vào trong chuồng. Đấy, chẳng cho tiếp xúc với ai là cái là chắc chắn là cái tính cách của nó sẽ bị thay đổi, nó sẽ bị dữ dằn hơn. Đấy, còn bác nào mà chó mà đang giữ mà đang hung hãn thế thì các bác cứ chịu khó đeo cái giỏ mõm lại xong là dắt ra ngoài đi chơi. Ngày nào cũng vậy, dắt ra ngoài chơi xong là cho người ta xoa đầu, người ta xoa bụng, cái là
bắt đầu là con chó, tự nhiên cái bản tính con chó em nghĩ là nó sẽ nhẹ nhàng đi đấy. Cái đấy thì em cũng nuôi nhiều con rồi, cũng chia sẻ với các bác vậy thôi. Bác nào mà thích nuôi chó mà cho ăn thịt sống như em thì mà muốn tập cho chó ăn thịt sống ấy, thì mới đầu các bác cứ mua cái sườn như này này đấy, cái sừng sườn này này, mua về cho nó gặm, vừa khỏe răng, sạch răng mà lại luyện cơ hàm luôn đấy. Các bác cứ mua mấy cái sườn bò này, sườn trâu, sừng lợn này này đấy, người ta mới mổ người ta bán cũng rẻ mà, ta mua về cho nó chơi nó gặm đấy, nó đùa nghịch mà nó sạch. Mà các bác đừng nên mua cái gà đông lạnh nhá, em nghĩ cái loại đấy nó không tốt đâu, nó có nhiều các cái chất kiểu là chất bảo quản với lại cái chất hormone tăng trưởng đấy, thì em nghĩ là cái riêng cái thịt gà là công nghiệp ấy thì mình không nên cho ăn sống, còn khi mà nó lớn rồi thì em mới cho ăn. Như cho bé của em là khi mà nó bé như này này, toàn có cho ăn cái sườn trâu, sườn bò, sườn lợn này thôi, cho nó gặm, xong thi thoảng là cho bổ sung một ít cái vụn thịt bò đấy. Sau khi mà nó được khoảng 5-6 tháng ấy, là bắt đầu là cho chuyển sang là ăn cái cổ cánh gà, ức gà đấy, gà công nghiệp ấy đấy, chứ không có gà ta mà ăn được các bạn. Đấy, xong là cho ăn kết hợp với lại ăn cá, cá đem cái câu ở cái hồ ngay bên cạnh đây, là câu về là xay nhuyễn ra, xay nát hết xương ra là cho nó ăn. Nói tóm lại là cho ăn thịt sống cũng tốt mà cho ăn chín cũng tốt các bạn ạ. Quan trọng nhất là cứ phải có thịt đấy, chứ cho chó mà ăn cơm canh thì làm sao nó lớn được đấy. Chó nó là động vật ăn thịt mà, cũng như con người chúng ta vậy, cũng phải ăn ăn thịt chứ, ăn thịt thì mới có chất, chứ còn ăn cơm gạo bình thường thì làm sao mà có chất được, ăn rau dưa làm sao mà có chất được. Muốn con chó mà nó khỏe đẹp, nó có cơ có bắp, lông nó óng mượt thì cứ phải ăn thịt các bạn ạ, còn sống hay chín thì không quan trọng, quan trọng là do các bác thích hay không này. Đấy, ăn sống cũng tốt, ăn chín cũng vẫn tốt, ăn sống thì có cái là không phải nấu thôi. Bác nào mà cứ lười lười như em thì cứ luyện cho ăn sống, ra mua miếng thịt về bỏ trong chuồng thấy ăn loáng hết luôn mà. Đấy, thì nay em xin chia sẻ một chút về cái chế độ ăn uống của cún cho các bác vậy thôi. Thì em xin kết thúc video tại đây nhá. Chúc các bác nuôi cún mạnh khỏe và huấn luyện tốt nha các bác. Lu lu lu. Đi vào. Vào chuồng. Vào chuồng. Có vào đấy nó cắn cho ấy. Con này này. Con to này, con chó bé này thì dành ăn của con to. Con hả? To nó sợ hả? Con này thì phàm ăn, à lại ăn chanh của con này. Con này mới đớp cho ạ. Con này nó đớp cho một phát. Rồi, con này vào. Đi vào chuồng. Nhanh. Tốc kia vào chuồng. Đi vào. Vâng, chúng vừa vụt cho một trận nên là sợ rồi, giờ chắc không dám động. Vừa đánh cho mấy phát không dám động một con chó bé nữa này. Ngoan này, ngoan 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 ngoan. Không cho à? Không cho cứ lấy. Đi đi. Không cho cứ lấy. Ông bảo chưa đào. Chờ ông cái gì đào.